Hiệu A Di Đà Vong trong tịnh độ này xa lợi Phật đúng A Di Đà từ khi Quang lời quang
nguyện tạo tùy điện ba kinh này hoặc từ cho ba thiên nghiệp vương đang sanh tịnh độ này. Nam mô A Di Đà Phật và Đà Ma và Đà và Đà Điện và Đà A Di Đà Lô Ma Tỳ A Di Đà Lạc Sanh Ma Tỳ A Di Đà Tỳ Đà Lạc A Di Đà Lạc Ta Lạc Ta Ya Ni Ni Ya Ya Na A Di Đà Lô Ma Tỳ A Di Đà Lạc Nam Ma Tỳ Bye-bye.